Dạ có câu hỏi tuần trước thưa thầy. Xin thầy giải thích câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm ạ. Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, tức là tâm vẫn tùy duyên mà sinh, nhưng mà không có trụ vào đâu. Tức là nói chính xác á, là không trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp trong quá khứ, trong tương lai cũng như trong hiện tại. Tức là mắt vẫn thấy sắc, tai vẫn nghe âm thanh, thân vẫn xúc chạm, tâm vẫn biết, nhưng mà không có trụ vào đâu. Thí dụ giờ mình thấy cái hoa, nhưng mà không có trụ vào cái hoa, tức là không dính mắt á, trụ không, tức là không dính mắt. Thì đó là nếu mà mình dính mắt trong sắc thanh hương vị xúc pháp ở trong quá khứ hay là trong tương lai, trong hiện tại mà mình bị dính mắc trong sắc thanh hương vị xúc pháp đó, tức là trụ, gọi là trụ. Cho nên ở trong kinh Tứ Niệm Xứ là Đức Phật ngài dạy là khi niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp, nhưng mà không có tham ưu, không có dính mắc bất kỳ điều gì trên đời đó, thì cái đó là tức là vô sở trụ đó. Thực ra là trong trong tu hành á, mục đích á là thấy được cái vô thường khổ vô ngã. Thấy vô thường khổ vô ngã thì khi đó mới không có trụ. Cho nếu mà mình thường là người ta đi đi tu ngược lại, tức là người ta cố làm sao để mình đạt được cái sở đắc này sở đắc kia, tức là muốn thường, muốn lạc. Và khi mà có cái thường cái lạc đó, tức là mình đã bị rơi vào cái ta của ta rồi. Như vậy á, tức là gọi là dính mắc là trụ. Cho nên cái câu mà nói là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm á, chính là cái chính là khi thấy thân, thấy thọ, thấy tâm, thấy pháp, nhưng mà không có trụ vào cái pháp nào đó. Thì đó là dù cho cái thân thọ tâm pháp trong quá khứ, hay là thân thọ tâm pháp trong hiện tại, thân thọ tâm pháp trong tương lai, thì cũng không có bám trụ vào cái nào, mà là chỉ thấy nó như thực thôi. Cái đó là cho nên mới nói là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm là như vậy. Thì trong trong cái đó là trong bài kinh Kim Cang của bên Bắc Tông á, thì câu đó là rất đúng, câu đó là nó hợp với là cái mà Đức Phật ngài nói là không tham ưu, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời á, khi mà thấy thân thọ tâm pháp á, là nó phù hợp với nhau. Mà chính xác mà theo trong cái kinh đó nói, tức là không có khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, tâm biết pháp, thì đều là không có trụ, dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai. Ý là vậy đó.
Thì cái mục đích của Đạo Phật đó, là thấy vô thường khổ vô ngã. Vì vậy cho nên không có bám víu vào đâu. Còn nếu khi mình tu mà mình có một cái sở đắc, đạt được một cái sở đắc nào đó, rồi mình muốn bảo vệ cái sở đắc đó, muốn giữ cái sở đắc đó, à, hay là vì tình trạng là an lạc, hay là vì một cái tình trạng gì đó, rồi mình cứ bám víu vào cái đó, đó thì không đúng. Mà cái mục đích của Đạo Phật là không bám trụ. Cho nên là trong cái kinh Tràm Xe đó, Đức Phật Ngài cũng dạy đó, tức là giới tình, tâm tình, kiến tình, đoạn nghi tình, rồi này kia đó, cho đến tri kiến thanh tình đi nữa, thì cũng chỉ là cái Tràm Xe thôi. Còn cái mục đích cuối cùng là vô thụ trước Niết Bàn. Tức là vẫn không, vẫn cái chính cuối cùng vẫn là không có trụ vào đâu. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài nói trong cái bài kinh mà Nhất Thiết Pháp, Đức Phật Ngài kể từ đất, nước, lửa, gió này kia cho đến Niết Bàn. Nhưng mà mỗi pháp như vậy, Đức Phật đều nói rằng là vì Như Lai thấy rõ đất là đất, hay là Như Lai thấy rõ Niết Bàn là Niết Bàn, cho nên không có dục hỷ ở trong Niết Bàn, không có xem Niết Bàn là ta, của ta, tự ngã của ta. Đó. Như vậy là ngay cả Niết Bàn cũng không có trụ, chứ không phải là trụ ở Niết Bàn. Rồi, tiếp. Dạ, Đặng Thị Diệp có câu hỏi là tu trong đời sống hàng ngày là luôn biết thân tâm cảnh là được, có phải không thầy? Thân tâm hả? Dạ, tu trong đời sống là luôn biết thân tâm cảnh là được. À, thân tâm cảnh, phải rồi. Thân tâm cảnh tức là thân thọ tâm pháp á. Tức là hàng ngày mình biết rõ làm cái việc gì, thấy hay nghe, ngửi nếm gì, tất cả mọi cái trong khi mà mình tiếp xúc như vậy á, thì mình vẫn thấy rõ thân thọ tâm pháp. Nhưng mà có cái khác là trong đời sống hàng ngày là cái thấy thân thọ tâm pháp một cách tự nhiên. Còn trong cái pháp tu hành á, ở các cái thiền viện á, là ví dụ như niệm thân thì người ta niệm thân một cách nghiêm trọng. Đó. Còn trong đời sống hàng ngày á, là mình chỉ thấy tự nhiên đó, chứ không cần phải nghiêm trọng. Thật ra cái thấy tự nhiên, hồn nhiên, nó lại là đúng hơn. Mà hơn nữa đó, mình không phải là mình chọn một đối tượng nào để thấy, mà là cái đối tượng nào đang diễn ra đó thì mình thấy, chứ không phải là đối tượng, không phải chọn đối tượng nào. Và khi cái đối tượng nó diễn ra đó, thì ngay cả cái đối tượng đó nó cũng diễn biến, chứ nó không nhất định. Thí dụ giờ thầy cầm cái ly nước lên, tức là thân, mà mình biết đang cầm ly nước lên, tức là thân. Rồi uống cũng là thân. Nhưng giả sử là uống nó đắng quá thì nó khó chịu, là thành thọ rồi. Khó chịu thì bây giờ mình mới thấy tâm có thử lại, khi mà khó chịu như vậy, cái cảm giác khó chịu như vậy, thì tâm mình nó vẫn là chánh niệm tỉnh giác, vẫn sáng suốt định tịnh, hay là tâm mình lúc đó nổi sân lên à, thì lúc đó vẫn thấy tâm à. Và cái việc này nó có trói buộc mình hay không à, thí dụ như trung tâm bây giờ uống vô cái thấy đắng, cái nó cái tự nhiên trung tâm mình là cứ cái bực tức nó cứ là trói buộc mình. Mấy chú giới tử này làm sao mà cho uống cái thuốc nước đắng vậy mà cũng cho uống được, tức là trong bụng nó ghim cái chuyện đó ví dụ vậy đó. Là cái đó là mà thấy được cái mà mình bị trói buộc đó là thấy pháp đó. Hoặc là thấy được cái tâm mình lúc đó vẫn chánh niệm tỉnh giác là thấy pháp. Và cao nhất á, là thấy rằng là cái tâm mà khởi lên cái sân si đó, đó tập tính là tập đế khổ đế,
Còn nếu tâm vẫn là thanh tịnh trong sáng, đó là đạo đế dược đế, tức là ngay nơi cái uống nước này vẫn có thể đắc đạo được, vẫn có thể thấy tập đế khổ đế đạo dược đế đạo đế được ngay nơi chỗ uống nước này. Thì đến đó là cái chỗ một cuối cùng của niệm pháp. Cho nếu bây giờ mình cứ chú ý niệm thân để thấy thân làm sao, coi chữ như thế nào, trong đó đất nước lửa gió ở đâu, cái đó là lý luận theo vi diệu pháp, cái đó mới là trợ ngại cho cái sự giác ngộ. Lại ra thân thấy là cái giác ngộ ngay được thì là ngồi mình lý luận theo vi diệu pháp, cái này dỡ lên là đằng là nhà gì đó lum lum la la, cái đó kêu bằng vẽ rắn thêm chân đó. Dạ, Nguyễn Đạt có hai câu hỏi nhưng mà nội dung giống nhau, con xin đọc trước câu thứ nhất. Câu thứ nhất thì liên quan đến môi trường. Cho con hỏi, trước những thảm họa trầm trọng ngày nay như là cháy rừng ở Úc và ở Việt Nam, đó là đồng bằng sông Cửu Long bị ngập mặn trầm trọng trong vài năm tới và có thể sẽ bị chìm dưới mực nước biển vào năm 2050. Lúc đó vài chục triệu người sẽ mất đi nơi sinh sống và lương thực, thì con người sẽ đấu tranh lẫn nhau để sinh tồn, dẫn đến không biết bao nhiêu tai họa. Thì trong tình cảnh này một người biết tu hành nên làm gì trước những thảm họa này ạ? Và câu thứ hai đó là liên quan đến con người. Thưa sư ông, tại sao con thấy dường như xã hội phát triển văn minh về mọi mặt nhưng lại có sự mâu thuẫn, đó là con người ngày càng stress và tình trạng căn bệnh trầm cảm ngày càng gia tăng, chỉ đứng thứ hai sau tim mạch, rồi tỷ lệ tự sát, tự tử ở các nước, không chỉ ở các nước phát triển mà cả các nước đang phát triển. Tình trạng bất nhân thác loạn ngày càng nhiều, thì trước những điều này thì chúng ta nên làm sao ạ? Trước đây cái đó thì lo tu hành nó đúng nhất, cái chứ sao nữa. Thực ra đó, cái cuộc đời này ấy, nó diễn ra, tất cả mọi sự mà diễn ra trên cuộc đời này ấy, nó chỉ có một mục đích duy nhất thôi, đó là mục đích giúp mình giác ngộ. Tất cả những cái thiện ác, cái khổ cái vui, cái đúng cái tốt cái sai cái xấu gì đó giữa cuộc đời này ấy, đến với mình ấy, đều là để giúp cho mình thấy ra được cái bản chất thật của pháp để giác ngộ. Vì vậy cho nên là mà cuộc đời nó là như vậy. Cuộc đời nó thật ra là cả hàng triệu, hàng tỷ năm, mặc dù là nó thay đổi khác nhưng mà nó vẫn là ở trong tình trạng này hay là tình trạng khác. Mà tất cả tình trạng đó nó đều là biểu hiện cái vô thường, khổ, vô ngã ra. Cho nên đó là tất cả các cái pháp mình mà diễn ra trong cuộc đời này, mình đừng có trách cái này thế này, mình đừng trách cái kia thế kia gì cả. Qua cái đó mình mới thấy được thế nào là tập đế khổ đế, thế nào là dược đế đạo đế chứ. Chẳng thôi làm sao mà thấy được. Cho nên là nhiều khi mình là cứ muốn cuộc đời này làm sao, có nhiều người thì cố làm sao mà biến cuộc đời này trở thành thiên đàng. Đó. Nhưng mà thật ra những cái nỗ lực đó từ hàng hàng thiên niên kỷ này qua thiên niên kỷ khác chưa ai làm được cả. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái cuộc đời này sinh ra để giúp mình giác ngộ, chứ không phải mình sinh ra để mà ổn định cái cuộc đời này. Tất nhiên cái ổn định đó, cái chữ cuộc đời đó nó có nghĩa là chữ thế gian á, cái thế gian đó không phải là cái cuộc đời này, mà thế gian là cái mà mỗi người tạo ra trên cuộc đời này, tức là mình nhìn cuộc đời này như thế nào đó đó, thì cái mà cái nhìn cuộc đời của mỗi người đó là mỗi cái thế gian, chứ còn cái thế giới này nó không phải là thế gian.
cái thế giới này, cái đất nước lửa gió rồi nó không phải là thế gian gì cả, nó là tự nhiên. Còn cái mà mỗi người mà nhìn cuộc đời như thế nào đó, cái đó là mới tạo ra một cái thế gian. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài mới nói là trên cái thân mục trường này, thế gian tập khởi và thế gian đoàn diệt. Thì thế gian mình đoàn diệt, ví dụ như một người đã giác ngộ rồi thì thế gian đoàn diệt, nhưng mà cuộc đời vẫn là cuộc đời chứ đâu phải hệ mình đoàn diệt, thế gian đoàn diệt cái là cuộc đời này biến mất luôn, không phải vậy. Cho nên cái mà thực ra cái mà cuộc đời này nó biểu hiện, bất kỳ cái gì nó biểu hiện đến này thì nó có hai loại. Một loại đó là biểu hiện tự nhiên, biểu hiện tự nhiên tức là đúng với pháp tánh của nó. Và hai là biểu hiện do mỗi người tạo ra, cái đó mới trở thành một thế gian nữa. Thì cái thế gian nó có cái thế gian chung. Thế gian chung là tức là mỗi người, mỗi cái nhận thức chủ quan của mỗi người tạo ra một thế gian. Và cộng hưởng cái thế gian đó, nó trở thành, biến cái cuộc đời này trở thành một cái thế gian. Cho thực ra là cuộc đời này nó không phải là thế gian. Mình cứ cho cuộc đời này là thế gian đau khổ, đó là sai lầm. Cuộc đời không có gì đau khổ cả. Cuộc đời nó rất là tự nhiên. Đất nó không biết đau khổ là gì, nước nó không biết đau khổ là gì, lửa không biết đau khổ là gì, gió không biết đau khổ là gì, hư không không biết đau khổ là gì cả. Đó. Chỉ có tập đế khổ đế mới tạo ra đau khổ thôi. Thì nếu không có tập đế khổ đế thì cũng chẳng có gì đau khổ cả. Vậy thì cái mỗi người mà tạo ra cái tập đế khổ đế đó chính là tạo ra thế gian cho chính mình. Do đó mà thầy mới nói là không phải đời là biện khổ, mà mỗi người tự tạo ra biện khổ cho chính mình. Phải không? Đúng không? Rồi cái thứ hai là cái gì? Cái thứ hai. Cái tên nhất. Một câu thứ nhất đó là liên quan đến môi trường, rồi, một câu thứ rồi. Hai là liên quan đến con người đó thầy. Thì bây giờ nó cái môi trường á, thì bây giờ đó, ví dụ như ở chùa mình đó, rác rưởi đồ này kia đó, bây giờ người ta phân loại ra rác nào ra rác đó. Rồi mọi người đều phải giữ môi trường đó cho nó sạch sẽ. Cái đó là cái ý thức của mỗi người. Cái đó là ý thức của mỗi người. Cho nên là cái đó là nó nâng, mà cái đó nó thuộc về thế gian thôi. Thì trong thế gian thì làm được gì để cho nó lợi mình lợi người, đừng có hại mình hại người. Đó là cái nguyên tắc mà Đức Phật ngài dạy cho mình. Vậy thôi. Nhưng mà cái chính vẫn là cái giác ngộ, tức là phải nhìn thấy tất cả mọi cái đó để mà giác ngộ. Cháy rừng ở Úc cũng giúp mình giác ngộ. Chiến tranh ở Trung Đông cũng giúp mình giác ngộ. Tức là người giác ngộ thì thấy tất cả cái gì cũng đều giúp mình giác ngộ cả, đều thấy ra vô thường khổ vô ngã trong đó hết. Còn cái thứ hai liên quan của người là cái gì? Có nghĩa là bệnh tật thì xuất hiện ngày càng nhiều, rồi tâm của con người thì càng ngày dã man hơn á, thì hỏi làm như thế nào? Thì đó, tại vì là thiếu sự tu tập đó. Tức là có người nhìn ra bên ngoài nhiều quá, muốn ổn định bên ngoài, muốn làm bên ngoài thế này thế kia mà lại là không thấy mình. Đó. Có thể là các nhà khoa học họ nhìn tới tầng là sao Hỏa, hoặc là bây giờ họ là thấy được cả cái vũ trụ là bao nhiêu hành tinh rồi này kia đủ thứ hết đó. Rồi hành tinh nó sinh như thế nào, diệt như thế nào đều họ thấy hết. Nhưng mà họ không thấy chính họ, cho nên họ không có, tức là không thấy được thân thọ tâm pháp, cho nên họ vẫn cứ phiền não khổ đau thôi đó. Cho nên cái con người đó thì chính những cái mà diễn ra giữa trong cuộc đời đó, những cái đau khổ, những chuyện này chuyện kia đó, chính là để cho mình là thức tỉnh mà trở về, quay lại mà soi sáng lại chính mình. Vipassana là có nghĩa là soi sáng lại thực tại thân thọ tâm pháp, đơn giản là vậy thôi. Mình không biết soi sáng lại, thì khi mình không biết soi sáng lại đó, thì chính những cái mà
cái xuất hiện ở đời đó là là biểu hiện nhân quả, tức là con người tạo nhân như vậy cho nên bị quả như vậy đó. Qua cái biểu hiện nhân quả đó mình mới thấy ra được lại mình, cho nên đó là một cái, những cái pháp đó là chính là thức tỉnh mọi người đó. Dạ, yeah. Phật tử tánh tâm xin hỏi là thường pháp là gì ạ? Thường pháp này. Thường hay thường? Thường. Thường hay. Cái thường á là ít người để ý đến cái thường. Cái chữ thường ở đây không phải là thường tồn, mà thường là bình thường. Thật ra cứ thấy bình thường thôi, cứ thấy thấy nghe người nếm tất cả mọi cái đều bình thường thôi, chứ đừng có làm gì ghê gớm hết trơn. Thì chính cái bình thường là đạo. Thì thường thường mình nói là tu là mình cứ nghĩ rằng là mình tu cách nào đó để đạt được một cái gì đó phi thường. Nhưng mà thực ra là chính là thấy ra được cái bản chất của cái bình thường đó. Cái bình thường là trong đó là nó đã đầy đủ tất cả đạo ở trong đó rồi, tất cả chân lý đều là ở trong cái bình thường hết rồi, nhưng mà mình lại cứ mơ mộng cái phi thường, chính vì vậy mà mình không thấy ra được cái bình thường đó. Ví dụ như mình cứ tu, mình cứ cố gắng nỗ lực vô trung hang trung động, vô trung trên trên núi tuyết mưa đổ để cố đạt được một cái phi thường nào đó, nhưng mà thực ra cái phi thường đó là ảo tưởng. Còn cái thật này đang lành đang nóng gì đấy, cái đó mình là cái thật đó này, mà cái thực bình thường đó mình lại không thấy. Cho nên nhiều người khinh thường cái tứ niệm xứ của Phật, cho rằng mình tu mình phải ngộ một cái gì đó ghê gớm ấy. Chứ còn tứ niệm xứ là cái gì, cái thân với cái thọ cái tâm cái pháp cái gì đó mà mình mà thấy. Nhưng mà thực ra chính là cái thân thọ tâm pháp đó, cái bình thường đó đó, mà thấy ra đúng bản chất của nó đó, tức là giác ngộ. Cho nên khi mà thầy thấy ra được cái điều này thì thầy có nói câu là thế này: người tầm thường á thì luôn muốn phi thường, muốn đạt được phi thường. Nhưng mà người thực sự phi thường là bởi vì họ thấy cái phi thường trong tất cả những cái bình thường. Tức là cái người mà thật sự phi thường á là tại sao, là bởi vì họ thấy được mọi thứ đều là phi thường hết. Bây giờ ngay trong con người mình đó này, bây giờ mình cứ nghĩ tới cái chuyện phi thường, ví dụ như làm sao mà bay được đồ này kia đó. Nhưng mà thực ra trong con người mình là cực kỳ phi thường mà mình không biết. Mỗi cái tế bào trong con người mình không là đã phi thường rồi. Mỗi ngày mà tim đập phổi thở đó là phi thường rồi. Bây giờ cái tay mình á, mình cho là bình thường tầm thường, cho nên mình muốn bay thôi, chứ còn mình không cần cái tay này thì không cần dùng cái chân này với cái tay này làm gì, bay nó sẽ phi thường hơn. Nhưng mà bây giờ giả sử như cái chân nó bại liệt, cái tay nó không có nắm được nữa, thì lúc đó mình mới thấy là nắm được là cả một chiều phi thường. Nhưng mà cái phi thường nhất chính là cái tâm bình thường trên tất cả mọi thứ, tức là cái tâm bình thường để đủ có thể thấy được tất cả mọi thứ như chân như thật, đó là cái tâm bình thường đó. Tâm phi thường là biến nó thành phi thường tầm bậy tầm bạ, trở là ảo tưởng, mà xem nó là tầm thường là cũng không được. Cho nên là người mà tầm thường là luôn mong cầu cái phi thường, sợ tri sợ đắc phi thường. Toàn là cái gì mà ghê gớm. Nhưng mà chính cái người mà
mà thấy cái phi thường trong tất cả những cái bình thường, hay là thấy cái bình thường, từ trong cái bình thường là phi thường rồi, thì người đó không cần tìm cái phi thường nào nữa cả. Dạ, Phan Thế Cảnh có câu hỏi là thế nào là chánh pháp và thế nào là phi pháp? Có phải lời dạy của Đức Phật là chánh pháp và ngược lại là phi pháp? Hay là pháp vô vi là chánh pháp, còn pháp của bản ngã là phi pháp? Hay là cả hai điều này là của pháp của bản ngã và khi mình giác ngộ ra thì mình bỏ luôn cả chánh pháp và phi pháp à? Cái chánh pháp và phi pháp á, nó có hai loại. Một cái loại mà mình nếu mình hiểu cái từ chánh pháp, tức là lời dạy của một vị đạo sư nào đó đúng đắn là chánh pháp. Còn lời dạy sai lầm là phi pháp. Thì đó là mình căn cứ trên cái trên các vị đạo sư. Còn chánh pháp và phi pháp á, mà chân thực dù có các đạo sư hay không có đạo sư trên đời này thì pháp vẫn là pháp á, thì cái đó là mới là một cái loại chánh pháp phi pháp khác. Có hiểu ý thầy nói không? Thì thường á, mình cứ nói chánh pháp đó, ví dụ nói là Phật nói mới chánh pháp, còn bên đạo Thiên Chúa thì họ nói Chúa nói mới là chánh pháp. Thì cái chánh pháp đó, đó là cái chánh pháp chỉ là trên ngôn ngữ thôi. Nhưng mà thực ra cái chánh pháp á, cho dù là Chúa nói hay Phật nói gì á, thì có chỉ ra được cái thực hay không á, thì cái thực đó mới là chánh pháp. Cho nên trong hồi xưa đó, khi mà thầy giảng cái buổi giảng đó, mà sau này ghi lại thành cái cuốn là Thực Tại Hiện Tiền á, thì cái cuốn đó là thực ra là hồi xưa thầy giảng với cái đề tài là cái thực. Cái đề tài của cái cuốn sách đó là cái thực, chứ không phải là thực tại hiện tiền. Nhưng mà sau đó đem qua bên Pháp mới Phật tử bên Pháp họ mới xin in và họ mới đề cái, họ xin đề tựa là thực tại hiện tiền thì cũng được. Nhưng mà cái tức là cái pháp mà như đúng như nó là đó là chánh pháp. Còn pháp mà mình tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là đó là phi pháp. Đơn giản đó là định nghĩa của thầy. Định nghĩa của thầy đơn giản là vậy thôi. Tức là pháp như nó là, tức là chánh pháp. Mà pháp mà mình tưởng là, rồi mình cho là, rồi mình muốn phải là, mong sẽ là, thì cái đó là phi pháp. Đơn giản là vậy thôi. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của Vi Nguyễn là nếu biết nghiệp là của tâm từ sâu trong vô trong tiềm thức thì mình làm sao để hóa giải được ạ? Cái nghiệp á, thực ra nội dung của nghiệp là gì? Nội dung của nghiệp là nhận thức và hành vi. Đó. Tức là nhận thức sai, hành vi xấu, đó là nghiệp bất thiện. Nhận thức đúng, hành vi tốt, đó là nghiệp thiện. À, cho nên nghiệp chính là, nội dung của nghiệp chính là nhận thức và hành vi. Cho nên nếu mà trên cái sự tu tập chính là gì? Tu tập chính là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Đó. Thí dụ như Phật là đã điều chỉnh nhận thức và hành vi đến chỗ hoàn hảo, cho nên gọi là minh túc, là nhận thức hoàn hảo, và hành túc là hành vi hoàn hảo. Đó. Do đó đó, một vị Phật là gì? Một vị Phật là đã điều chỉnh nhận thức và hành vi đến chỗ hoàn hảo. Đó. Vậy thì cái nghiệp á, là nhận thức và hành vi. Vậy thì bây giờ muốn nghiệp tốt, nghiệp xấu, bây giờ muốn nghiệp tốt thì chỉ có cách là phải soi sáng lại thân thọ tâm pháp, soi sáng lại hành động, nói năng suy nghĩ, để thấy rõ
là cái chỗ nào là nhận thức và hành vi sai trên thực tế đó, chẳng phải ngồi mà cứ suy nghĩ một hồi rồi phán đoán. Phán đoán là gì? Phán đoán tức là đoán xong rồi phán, cứ đoán đoán rồi phán, phán phán rồi cho là đúng là sai, không phải vậy, mà là mình phải thấy, mình thấy thực á, tức là chỉ có điều chỉnh trên cái tại tại đây và bây giờ thôi. Cho nên Đức Phật ngài nói là không có quá khứ, không có tương lai, không có hiện tại gì hết, mà là phải ngay cái mà cái khoảnh khắc này đó, là trong đó có đã đầy đủ thân thọ tâm pháp, đầy đủ nhận thức và hành vi, thì chỉ có ngay đó là đúng hay sai thôi. Đó. Ví dụ như hôm nay á, thầy cầm ly nước lên uống thì nước nó nóng quá, nước nó nóng quá, cho nên á thầy mới đưa vô cái thấy nóng cái là thầy để xuống, đó là đang điều chỉnh nhận thức và hành vi đó. Để xuống cái đá để cho nó lần lần để cho nó mặc đóng cái đá rồi mới uống được, chứ không thôi uống phọng miệng đó ngày đó thôi. Nhưng mà nếu như ngày mai cái thầy sợ nóng, cái thầy lấy nước lần thầy chê vô, mà nó nước nó đã lần sẵn rồi, mình lại đi lấy nước lần chê vô là sai. Tức là nó điều chỉnh, lúc nào nó điều chỉnh lúc đó thôi, chứ đâu phải cứ áp dụng một phương pháp thì cứ làm hoài cả đời. Cái đó là một sai lầm cực kỳ lớn. Không có theo một phương pháp cả đời, không làm sao mà như vậy được. Chỉ có điều chỉnh nhận thức và hành vi ngay tại đây và bây giờ. Đó. Ví dụ bây giờ mình đi cái mình đạp phải một cái chỗ nó cái một cái vũng nhất, cho nên trật té, thì lúc đó mình phải điều chỉnh ngay lúc đó để đừng trật té, tức là mình đứng dậy như thế nào đó, rồi mình bước đi như thế nào đó trong cái điều kiện mà của cái nhất này, nhưng mà chỉ qua một chỗ khác thôi là lúc đó lại là miệng chai, thì lúc đó mình lại hoàn toàn điều chỉnh kiểu khác, chứ không thể điều chỉnh theo kiểu bên này được nữa. Đó. Vì vậy chỉ có điều chỉnh ngay tại cái hiện trường, ngay tại cái tình trạng thực sự đó thôi, chứ mình cứ ngồi mà điều chỉnh trong ảo tưởng là mình cứ ngồi phán đoán cái này sai, cái này đúng, rồi tôi phải làm theo cái này, tôi phải làm cái kia, nhưng mà chỉ có cái đúng tại đây và bây giờ và sai tại đây và bây giờ thôi. Chứ không thể áp dụng cái đúng bây giờ cho cái đúng tương lai, cũng không thể áp dụng cái sai bây giờ cho cái sai tương lai. Đó. Thành nó đừng có công thức hóa, đừng có mẫu mực hóa, mà là phải cái đó chính là vipassana đó. Vipassana là phải thấy ngay tại đây và bây giờ và điều chỉnh nhận thức và hành vi ngay trong đó, mà cái điều chỉnh đó là điều chỉnh tự nhiên, không điều chỉnh thì cũng không được đó. Ví dụ nóng quá làm sao uống thì phải chế nước vô thôi, nhưng bây giờ ngày hôm sau á là nước là quá lạnh thì ngược lại mình phải chế nước nóng vô thôi. Hai cái nó hoàn toàn ngược nhau, không có gì, không có một công thức nào mà hệ mà cứ nói rằng là hệ khi nào uống nước phải chế nước lạnh vào, đó là trắc rối. Tức là cái đó là tượng là cho là phải là muốn phải là mong sẽ là đó, nên nó sai. Vì vậy cho nên á, điều chỉnh nghiệp chính là điều chỉnh nhận thức và hành vi trong khoảnh khắc tại đây và bây giờ, khi cái sự kiện đó đang diễn ra thế thôi. Còn tương lai là chuyện tương lai là để cho tương lai, quá khứ là chuyện đó quá khứ, còn bây giờ là bây giờ. Đó. Cho nên mỗi cái sự việc xảy ra, mỗi sự vật xảy ra, mà đang là, thì đều có thời vị và tính của nó. Thời tức là thời gian là bây giờ, vì là tại đây, và tính là như nó là. Nhưng mà cái trái mít ngày hôm nay và trái mít ngày mai là nó đã khác rồi. Cho nên chỉ có thấy cái nghiệp ngay tại đây và bây giờ, cũng như trong giác ngộ á, là mình phải thấy
tập trong cái trong tại đây, và bây giờ cái gì là tập đế, khổ đế là tại đây và bây giờ. Chẳng phải nói tập đế chung 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 rồi cứ ngồi tu hành để mình dẹp tập đế khổ đế, khổ đế phải đế đâu mà dẹp. Tức là phải thấy nó xuất hiện, mà xuất hiện thì phải xuất hiện tại đây và bây giờ, chứ không phải là xuất hiện trong quá khứ hay là xuất hiện trong tương lai. Đó. Thế đó. Thế cho bây giờ ai đây hỏi. Hết rồi, ăn mực bánh uống nước. Ăn cho hết chân thôi rồi để lại là cũng được. Dạ con hỏi thầy. Con hỏi à, hỏi đi. Dạ con thấy thiền sư Trần Nhân Tông có một câu là đối cảnh vô tâm mà vấn thiền. Nhưng mà có một câu khác của ngài nữa là ngài cũng nói là vô tâm do cách nhất tùng quang. Thì con hiểu cái câu thứ hai có phải là nó chỉ tương đương trong cái trạm xe số 7 trong kinh trạm xe không ạ? Chứ thử mà đối cảnh vô tâm á, hay là nói như ngài Huệ Năng là nói là không nghĩ thiền không nghĩ ác, không nghĩ thiền không nghĩ ác, tức là bây giờ ví dụ như mình thấy cái hoa thì mình chỉ thấy nó trông thấy chỉ thấy thấy nó như nó là thôi, chứ không có nghĩ là thiền là ác là xấu là tốt là đẹp gì trơn á, đại cái này thì cái đó là gọi là đối cảnh vô tâm. Cái chữ vô tâm này á, vô tâm ở đây á, nếu mình hiểu cho đúng á, cho nên nhiều người cứ nghe nói vô tâm tu hành gì mà vô tâm. Nhưng mà hầu hết các cái pháp tu hiện nay đó là thiếu hai cái từ cực kỳ quan trọng, đó là tự nhiên và vô tâm. Toàn là đặc đệ không à, chứ không có tự nhiên. Mà pháp là tự nhiên, pháp vốn là tự nhiên, pháp là như nó là, chứ không thể đặc đệ. Đặc đệ là sai rồi. Đó. Người ta gọi trong bà Achanep gọi là dừng đối tượng đó. Tức là không có dừng đối tượng. Đối tượng không thể dừng lên được, đối tượng nó đang là chứ. Vì pháp là nó đang diễn biến của pháp mà, làm sao mà mình dừng đối tượng được? Đối tượng là cái mà là chính là pháp. Chứ đối tượng đâu phải là cái mình dừng lên, mà khi mình dừng lên là đã chủ quan rồi. Ngay khi mình cố dừng lên là đã chủ quan rồi. Và khi mình dừng lên là mình đã có ý đồ làm gì với cái dừng lên đó. Là khác. Bây giờ thầy lấy ví dụ á, giả sử như mình ngồi đây máy bay nó bay ngang qua cái mình nghe máy bay nó lớn 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 dần cái nó tắt tắt cái mất dần. Là xong, là hết. Không có dừng lên, mình không có dừng lên cái chuyện máy bay đó. Còn bây giờ mình ngồi mình nghe, mình bắt đầu ngồi mình chờ máy bay đến mà nghe. Tức là mình dừng đối tượng đó. Tức là đối tượng nó giờ chưa có, nhưng mà bây giờ mình đang dừng đối tượng chờ máy bay tới để nghe. Nhưng mà cái tâm mà mình khởi lên để chờ cái nghe đó đó là cũng là một cái tâm chủ quan luôn. Tức là cả hai cái đều được chủ quan, cái đối tượng chủ quan và tâm tâm thấy đối tượng cũng chủ quan. Trong lúc bây giờ mình cứ ngồi tự nhiên mà mấy bài bay qua thì nghe, qua hết rồi hết nghe là xong, thì lúc đó nó mới vô thường mới vô ngã nhé. Bây giờ mình dừng đối tượng ra để thấy, rồi mình thấy là cái thấy của ta, ta đắc được cái này, ta đắc được cái kia, là nó mà hỏng hỏng ở trên đó. Mà nói con nói cái gì, con hỏi gì? Dạ có câu thứ hai đó là con hồi nãy con hỏi cái gì? Dạ ngài nói là vô tâm do cách nhất tùng quan, thì con hiểu rồi, biết rồi, mình nhớ tại quên cái câu hỏi về cái chữ vô tâm ở đây đó.
Vô tâm ở đây tức là không có tưởng là cho là muốn phải là mong sẽ là, tức là vô tâm, tức là không có ý đồ của bản ngã. Nói như này cho nó dễ hiểu, không có xen ý đồ của bản ngã vào đó, không có xen ý đồ chủ quan của bản ngã vào, cái đó gọi là vô tâm. Vô tâm đồng nghĩa với vô ngã luôn, tức là cái nhìn nó phải là vô ngã, cho nên trong thấy chỉ thấy chứ không phải là ta thấy. Trong thấy chỉ có thấy thôi chứ không có ta thấy, thì cái đó mới là vô tâm. Thì cái đó là đúng như Đức Phật dạy đó, chẳng phải cho mấy người nghe nói chữ vô tâm cái nói vô tâm tức là chưa kể nó ai làm gì làm mình không để ý, rồi nó gọi là vô tâm. Không phải cái chữ vô tâm, cái tự nhiên vô tâm, tự nhiên tức là đối tượng tự đến, vô tâm tức là thấy mà không có cái tâm chủ quan và ý đồ chủ quan của bạn ngã ở trong đó. Tức là thấy mà không cần phải muốn thấy mới thấy. Còn khi muốn thấy nó đã là bắt đầu là có chủ quan trong đó rồi đó. Ngay cái khởi cái muốn thấy là đã có chủ quan rồi đó. Cho nên đó, là cái hầu hết cái pháp hành hiện nay là thiếu hai cái tính chất cực kỳ quan trọng. Đó là tự nhiên của pháp và cái tâm mà không có ý đồ của bản ngã. Tức là thiếu hai yếu tố đó. Khi tâm không có ý đồ của bản ngã và khi pháp xuất hiện tự nhiên chứ không phải tìm kiếm, thì lúc đó mới là thấy được thực tánh pháp. Còn bây giờ mình nói không biết cái hoa này làm cái gì đây, nó là đất ở đâu, cái nào là đất đây, cái nào là nước đây, cái nào là lửa, cái nào là gió, lúc đó là một cái tâm cái tâm đó là cái tâm chủ quan tìm kiếm, và lúc đó đó là đoán rồi phán. Cho nên đó, lúc đó nói ô vô thường, tức là đó là phán đoán chứ không phải đó là thấy thấy như thật. Cho nên nó cái vô tâm là như vậy. Nhưng mà không phải vô tâm thôi, cho nên Đức Phật ngài nói rất là rõ, tức là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác nó phải có ba yếu tố. Chứ không phải vô tâm không là đủ. Mà trong vô tâm đó nó phải có là nó phải có yếu tố tuệ, tức là cho nên bây giờ cái chánh niệm á thực ra là vô tâm đó. Chỉ tròn vẹn thấy pháp nhưng mà vô tâm, tức là không có ý đồ gì xen vào trong đó. Nhưng mà phải có cái sáng suốt mới được. Chẳng phải nếu mà vô tâm không là không được, cho nên là trong đó nó phải có cái yếu tố tỉnh giác, ở trong chánh niệm phải có yếu tố tỉnh giác. Giới định tuệ là ba cái nó không thể tách rời. Người ta bây giờ là cứ cố tu giới cái đã. Đó, giới cho thật trong sạch cái đã rồi khi đó mới tu định, định cho thấy đạt được định này định kia rồi mới là tu tuệ. Đó là lý luận của lý trí của người. Còn giới định tuệ là ba cái nó không thể tách rời được. Tách ra bất kỳ một yếu tố nào trong ba cái yếu tố đó là hậu chân, giống như cái chân cái ba chân á, mà đến đây cách cái một chân là ngã. Cho nên nó là phải ba yếu tố đó là phải luôn luôn cùng với nhau. Bây giờ này thầy cầm cái ly một cách đàng hoàng để cho không rớt bể cái ly, đó là giới. Và tâm tròn vẹn với cái việc cầm cái ly đó là định, và biết rõ mình đang cầm cái ly như thế nào đó là tuệ. Luôn luôn bất kỳ một cái điều gì cũng phải đều phải có ba giới yếu tố đó hết đấy. Bây giờ nếu thầy chỉ cầm không thôi là không thể uống được, tức là nếu chỉ giới không thôi là không thể uống được. Cầm vẫn biết gì cả tâm mà để tâm ở đâu để cầm làm sao được. Cho nên cầm ly uống nước thì phải là thì tâm thì phải biết rõ và tâm phải tròn vẹn với cái việc uống nước này mới uống được. Đó. Cho nên ba cái yếu tố giới định tuệ luôn luôn đi chung với nhau.
Bây giờ này nếu thầy cầm không thôi á, còn tâm đi đâu rồi đi, không cần biết gì hết á, thì không thể uống được nữa. Nếu thầy định tâm vô đây không thôi á, là cũng không thể uống được nè. Còn nếu mà ngồi mà cứ cứ không biết là cái này là cái gì, là cái sao mà cứ ngồi muốn suy nghĩ hoài không bao giờ ra được cái đó. Chờ mà suy nghĩ cho ra là cái này là cái gì, nước này là sao sao mà coi tuệ nhiều quá đó, chỉ có tuệ không thôi á thì cũng là họng không luôn, không thể uống nước được. Cho nên bất kỳ một cái điều gì xảy ra trên cuộc đời này, mình làm bất kỳ điều gì đều phải có giới định tuệ. Nói xin lỗi là kể cả khi đi cầu cũng phải có giới định tuệ. Chẳng có tách cái nào ra được hết đó. Tách ra mà là sai lầm một cách cực. Và cái đó nó cũng liên hệ tới cái hồi nãy thầy nói đó. Cái giới định tuệ nó chỉ đúng vừa phải cho việc này thôi. Chẳng phải đem áp dụng bất kỳ giới định tuệ nào vào với việc gì cũng được. Khi đi thì giới định tuệ kiểu khác. Khi ngồi thì giới định tuệ kiểu khác. Khi ăn thì giới định tuệ kiểu khác. Đó. Mỗi lúc là đều mỗi khác hết á. Và cái mức độ của giới định tuệ đó cũng khác nhau, chứ không phải cứ định tới chừng đo đồ là không được. Thí dụ khi mình đi qua cái cầu khỉ thì mức độ giới định tuệ phải khác, mà mức khi mình đi đi trên một cung đường bằng phẳng thì mức độ giới định tuệ nó khác, chứ không phải lúc nào cũng giống nhau. Cho nên là cái đó là một cái uyển chuyển vô cùng. Thì bây giờ người ta là cứ tách ra, cũng như bát chánh đạo, người ta tách ra thì người thì niệm không thôi, người thì tu thiền định không thôi, người thì chú bố thí không thôi, đó chẳng hạn như vậy. Tức là người cứ tách ra. Chứ thực ra là bát chánh đạo là nói chung, làm bất kỳ một việc gì, nói năng suy nghĩ gì, bất kỳ cái gì cũng đều phải có đầy đủ bát chánh đạo trong đó, chứ không phải là chỉ có khi nào mà chị chánh ngữ là chị nói thôi, không phải vậy. Khi nói cũng phải tâm phải đến, cũng phải sáng suốt để thấy rõ, chứ đâu phải mà khi nói là không cần mấy cái yếu tố khác, chỉ có nói đúng mà thôi. Khi nói đúng là nó phải có đầy đủ bát chánh đạo, khi mà làm đúng cũng phải đầy đủ bát chánh đạo, thì nó khi nó mới thật sự là đúng được. Cho nên chính vì chỗ đó mà cái bát chánh đạo nó phải thể hiện trong trong hay là giới định tuệ phải thể hiện trong toàn bộ sinh hoạt đời sống, chẳng phải ngồi lại nhắm mắt mà giới định tuệ mới được, không phải vậy. Nếu mình trở về sống trong thực tại, mà nếu cái thực tại nó tốt quá thì mình chấp nhận rất là dễ, nhưng mà thực tại nó xấu quá thì đối với mình đang xử lý trước hay sao thì sao mình muốn để chấp nhận được. Hồi nãy thầy nói rồi, cái này hồi nãy thầy nói rồi, tức là ngay đó phải thấy cái đã, phải thấy đúng như thực cái đã. Khi mình thấy đúng như thực á thì lúc đó mình mới điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cho mình nói là mình nói chung chung á mình không hiểu. Bây giờ mình nói chung chung vậy là mình không hiểu. Đó. Nhưng mà bây giờ ngay đến một sự kiện gì đó thì ngay trong sự kiện đó nó như thế nào đó đó thì mình có thấy rõ để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi hay không? Thì trong đó có điều chỉnh nhận thức và hành vi chứ. Cho nên mới từ chúng sanh mới là giác ngộ thành Phật chứ. Giác ngộ thành Phật tức là đã điều chỉnh nhận thức và hành vi đến chỗ hoàn hảo. Đó. Cho nên ngay trong đó mình phải thấy, bởi vì trong nó chỉ có hai cái thôi. Một là nhận thức và hành vi đúng tốt, hai là nhận thức hành vi sai xấu. Nó chỉ có hai cái thôi. Cũng giống như là thì bây giờ trong một cái nhận thức và hành vi đúng tốt hay sai xấu đó, trong từng trường hợp khác nhau mà mình phải thấy, do đó tại sao mà mình phải chánh niệm tỉnh giác.
là mình phải trọn vẹn tỉnh thức để thấy ra được đó. Thì cái mà khi mà thấy ra được đúng đó, thì gọi là chánh kiến, chánh tư duy. Chánh kiến, chánh tư duy là thuộc về nhận thức đó. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc về hành vi thân. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là thuộc về hành vi tâm. Vậy thôi, tức là chỉ có nhận thức và hành vi thôi. Thì ngay nơi cái chỗ nào đó nhận thức và hành vi. Nhưng mà nó, mình phải lưu ý một điểm này. Mình phải y cứ trên sự thật. Khi Đức Phật á, mà Ngài nói là Ngài, hỏi Đức Phật nói là bây giờ sau khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì chúng con là sẽ là nương tựa vào ai? Thì Đức Phật Ngài nói nương tựa vào Pháp. Thì sau này người ta cứ nói Pháp tức là kinh điển. Nhưng mà không phải, nương tựa vào Pháp là nương tựa vào sự thật này. Bởi vì trong kinh Kalama Đức Phật Ngài nói kinh điển mình chưa biết. Thật ra kinh điển mình chưa biết là kinh điển đó là ai nói. Bây giờ phải mời Phật xuống hỏi thử kinh điển đó có phải Phật nói không cái đã. Chừng nào mà Phật xuống Ngài nói là đúng, ta cái này ta nói đó, thì mới được. Còn bây giờ cái này ai ghi chép đâu, mình đâu có biết. Sao mình biết đó là đúng được? Vì vậy cho nên bây giờ phải y cứ trên cái thực thôi. Đó, phải đối chiếu trên cái thực, chứ không phải là đối chiếu với Pháp. Bây giờ lấy kinh điển rồi đối chiếu với kinh điển là đối chiếu làm sao? Bây giờ mình không biết kinh điển đúng hay sai, rồi mình đối chiếu với kinh điển là đối chiếu làm sao? Mà là cái kinh điển nó đối chiếu với Pháp. Ví dụ Đức Phật Ngài nói tập đế khổ đế, thì mình phải đối chiếu xem tập đế khổ đế là cái gì. Đối chiếu ngay trên cái thực á. Ngay trên mình đang như thế nào đó, thì cái đó là tập đế khổ đế, hay là cái đó là đạo đế dược đế. Là phải y cứ trên cái thực thôi. Đó. Y cứ trên cái thực. Vì vậy cho nên á, mỗi cái thực á, là đang diễn ra là mỗi khác. Do đó mà mình phải luôn chánh niệm tỉnh giác, tức là chỉ tròn vẹn tỉnh thức trên cái đó thôi. Chứ không phải quá khứ, không phải tương lai, không phải ở đâu hết, không phải trong kinh điển, mà ngay nơi đó. Cho nên chỉ có điều chỉnh nhận thức và hành vi ngay nơi đó mà thôi, ngay nơi cái khoảnh khắc đó mà thôi. Nếu nhận thức và hành vi đúng, tức là bát chánh đạo, tức là giới định tuệ. Nếu nhận thức và hành vi sai là tức là bát tà đạo, là không phải giới định tuệ. Vậy thôi. Mấy cái điều này á, nếu mình không lệ thuộc vào bất kỳ điều gì thì mình sẽ dễ thấy Pháp hơn là mình bị lệ thuộc vào cái quan niệm này, quan niệm kia. Đó. Dạ, Phật tử Thường Như ở Canada có câu hỏi là con đã nghỉ hưu và muốn học Đại học Phật giáo từ xa, thì con có nghe thầy giảng là về việc dính mắc trong kiến thức, thì con có nên đi học hay không ạ? À? Bởi vì cái học này nó rất là, giờ người ta hay nói đến cái chuyện nói là pháp học rồi mới pháp hành. Nhưng mà theo thầy, pháp học và pháp hành là một. Ví dụ như thầy cầm cái ly. À, thầy cầm cái ly. Thì thầy phải học cách cầm. Học cách cầm, không phải học cách cầm của cái ông A, ông B. Mà phải học cách cầm ở đây này. Nếu mà nó nghiêng cái nó đổ. Do đó thầy phải chỉnh lại này. Đó là học đó. Mà vừa học vừa hành luôn. Đó. Học một hồi á, nó sẽ cầm ly, nó sẽ rất là đàng hoàng, cũng sẽ ủng độ nữa. Đấy. Cho nên là pháp học, pháp hành đều học trên pháp cả. Chứ bây giờ mình đạo Thiên Chúa thì học pháp học theo sánh kinh, đạo Phật học pháp học theo kinh này, kinh kia, kinh Bắc Tông, Nam Tông, đủ thứ. Rồi bây giờ Nam Tông thì nói là kinh Nam Tông đúng. Đó. Còn kinh Pháp Hoa thì nói kinh Pháp Hoa đúng. Rồi pháp học là pháp nào? Rồi hành là hành cái gì? Nếu mình không y cứ vào cái học cầm cái ly.
học cầm cái ly thì phải thực hành cầm cái ly luôn, đó là pháp học pháp hành, đúng không? Vừa học cầm cái ly mà vừa thực hành cầm cái ly luôn. Bây giờ học nấu ăn là sao? Học nấu ăn là vừa học nấu ăn vừa nấu ăn luôn. Đó là gọi là pháp học pháp hành đó. Nhá. Mà có thể tự học chứ không cần phải học người khác. Cứ nấu đi, cứ lấy gạo rồi nấu ra, nấu đi. Rồi mà nó nhão thì mình biết bớt nước. Nó khô thì mình biết thêm nước, đó đại khái là vậy thôi. Cứ điều chỉnh nhận thức và hành vi là nó ra rồi. Nó ra đúng tốt rồi. Cho nên phải y cứ Đức Phật Ngài nói thôi, bây giờ đừng đi y cứ vào đâu hết đó, y cứ trên sự thật thôi. Chứ hồi đó kinh điển đâu mà có mà nói là y cứ trên kinh điển. Kinh điển là sau này mới là ghi lại, chứ hồi thời Đức Phật đâu mà Đức Phật Ngài nói y cứ trên kinh điển. Nó nói y cứ vào pháp, tức là y cứ vào sự thật. Hết. À, tuần 6 hả? Mùng 2 hả? Mùng 2 chắc chưa được đâu. Mùng 2 được không? Mùng 2 chắc chưa được, bởi vì mùng 2 biết sao, giờ này là người ta đóng hết trơn rồi. Người ta vô Phật tử, giờ này nó vô đầy hết trơn rồi. Cho nên là ít nhất là phải một tuần sau nữa cái mùng 2 thì